Hi, xin chào tất cả các bạn, thầy Mò trở lại đây. Đây là con biến trở 5kg. Hàng chân giữa vào chân B của con Tăng Sito. Chân giữa của biến trở hàng vào chân B của Tăng Sito. Và 33 ôm. Lý do tại sao mắc ba con song song làm cho nó tăng công sức lên. Ôi, nó mập ú ồ ồ. Các bạn đang xem thấy hàng chữ hiện lên màn hình che khuất dự án rất khó chịu, thì các bạn hãy lấy ngón tay nhấp vào màn hình và thấy chữ CC nổi lên, bấm vào chữ CC tắt phụ đề đi. Đó là tôi kiểm tra điện 45V nó có mạnh cấp không? Cấp đầu vào 45V, đầu ra ô tô von và đầu trừ. Thế là xong. Các bạn nhìn nè, đồng hồ đây. Và các bạn chỉnh volume. Thế thì số von tăng giảm từ 0V cho tới 45V tùy thích. Các bạn muốn bao nhiêu cũng có. Và tôi lấy thanh led. Mỗi thanh led đó là 12V. Rồi có 3 thanh nối tiếp với nhau. Cộng với trừ, cộng với trừ, cộng với trừ. Đây là đường đi của điện 45V vào chân C của Tăng Sito và đi qua chân E của Tăng Sito, đi vào chân đèn led, cộng trừ và cuối cùng là đầu trừ 36V. Tôi nói đầu trừ vào trong mát hay còn gọi là điện thế trừ. Đối với mạch nguồn này, trừ cũng là mát và cũng là âm. Tôi kiểm tra nhiệt độ vẫn ổn định, khoảng 32 độ C. Thế thì các bạn có một mạch chỉnh hạ áp đơn giản nhất mà các bạn có thể tự làm bằng những linh kiện thô sơ. Tăng cường thêm đèn led xem nào. Ôi, rất sáng. Nào, chúng ta hãy tắt đèn và thử trong màn đêm xem sao. Quá sáng, cực kỳ sáng. Trong quá trình các bạn thử nghiệm, các bạn hãy thay đổi điện trở công suất cho lớn lên. Nếu thấy mạch của chúng ta bị nóng, các bạn đừng rời màn hình, có gì các bạn hãy hỏi lại và bình luận. Hãy tua đi tua lại nhiều lần để các bạn xem nhé. Đây là sơ đồ. Chúng ta thử phân tích sơ đồ mạch điện. Đây là ngõ vào 45V và đi qua bên đây ngõ out. Làm sao nó qua được? Nó cần phải có một sự nối mạch. Tôi ví dụ đây là một cái công tắc. Ở trong con Tăng Sito nó là bán dẫn, nó là công tắc. Còn đây, đây là cái biến trở để chỉnh điện áp kích vào cực B để điều khiển đóng cái công tắc này lại. Nhiệm vụ của cái biến trở này là chúng ta xe nó. Nhiệm vụ của con biến trở này đó là lấy dòng điện kích vào cực B. Đây là điện áp 45V vào con điện trở để hạn dòng lại. Các bạn nghe lại, 45V vào điện trở và cung cấp cho con biến trở để điều khiển cái công tắc này sập xuống. 45V này có cầu đi rồi, ra ngõ ao rất dễ dàng. Ngõ ao này thì chúng ta sẽ cấp cho nó bằng những con led in qua đây, cầu sập xuống và ra đây. Các bạn hiểu không? Tôi nói lại, con điện trở này để hạn dòng qua con biến trở này để lấy dòng điện ra để làm điều khiển cái công tắc này sập xuống. Khi công tắc này đã sập xuống rồi thì dòng điện 45V chạy qua ao và cung cấp cho đèn led. Rất dễ dàng đúng không? Chúng ta chỉnh lúc này thì ra ngõ ao nó bao nhiêu volt. Đây là tượng trưng cho những con led. Chúng ta có thể mắc nối tiếp nhiều con led 3V lại với nhau, trở thành 45V hoặc là 36V. Đầu cuối của con led là phải đi về mát. 45V chạy qua cầu. Đầu tiên là nó chưa có cái cầu. Đèn của chúng ta chưa sáng. Bởi vì đâu có dòng điện. Khi có dòng điện 45V qua con điện trở và qua biến trở này, lấy ra một dòng điện nhỏ để sập cái cầu dao này xuống. Đó. Thì cái cầu được bắt qua bên sông và điện thế chạy vào con led. Lúc này con led sẽ sáng lên.